Xin chào cô chú anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Hương Linh. Hôm nay em ra xem dưa chuột của em đã được thu hoạch chưa, em quay luôn cho cả nhà xem nha. Lần trước em quay clip cách đây 10 ngày, đúng tròn 10 ngày đó. Thì lúc đó em đã chia sẻ với cả nhà cách mà em ngắt ngọn của nó để cho nó ra được nhiều hoa, nhiều quả. Thì đó là cách của em thôi ạ. Còn cả nhà nếu thấy hay thì làm theo, còn nếu không thì mỗi người sẽ có một kinh nghiệm riêng cho mình để cho dàn dưa của mình ngày càng nhiều quả hơn ạ. Em chúc cả nhà trồng rau thành công và thu hoạch được nhiều rau xanh cho cả nhà mình nha. Đây là cây rau, đây là cây dưa chuột của em. Đây đúng chuẩn rau xanh sạch đấy ạ. Đó, nó đã khá là cao rồi. Em cho nó leo lên trên mái, phải cột cho nó đấy ạ. Đấy, thì từ trên ngọn này vẫn có nhiều hoa cái này. Hoa cái đã nở và hoa cái chưa nở khá nhiều ạ. Đây ạ, những bông chưa nở. Đó, những bông này đã nở rồi và đã được thụ phấn rồi. Em thụ phấn bằng tay nha cả nhà. Em có thể dùng bằng bông tăm hoặc có thể là bằng cái chổi lông, như là chổi vẽ của những người học vẽ đó. Hoặc là em có thể ngắt khi bông hoa đực ra và em cấu hết cánh nó đi. Em chỉ lấy mỗi cái nhị thôi để em bôi vào nhụy của hoa cái cũng được ạ. Cả nhà xem, mới có 10 ngày, 10 ngày kể từ khi em ngắt ngọn mà bây giờ em đã có thể được thu hoạch dưa, quả dưa khá là to rồi ạ. Là em có thể thu hoạch được rồi đấy ạ. Đó, dưa khá là to. Và em bọc nó trong túi ni lông này để cho nó khỏi bị con ruồi vàng nó châm nữa. Đó, bộ lá cũng khá là to, mập. Đó, lá khá là khỏe mạnh ạ. Thì 10 ngày sau khi ngắt ngọn là em đã được thu hoạch hai quả to. Hai quả to là hai quả bói đó. Và đến bây giờ thì tiếp tục được xem hoa ra rất nhiều, để chuẩn bị có thể được thu một đợt này là đợt sau này. Đó, còn đợt mà hôm nay em thu thì nó được 4 quả. Nhưng mà nếu như mà chúng ta ở nhà chúng ta không có đất trồng mà chúng ta chỉ có chậu trồng thôi đó ạ, thì như thế này là cũng khá là mỹ mãn rồi ạ. Bởi vì cái chậu mà em trồng nó rất là ít đất, nó chỉ cao có 20cm thôi ạ. Đó, đây có quả nữa này. Và phía dưới này nữa, những cái nách nhỏ này này vẫn tiếp tục có hoa cái cả nhà. Còn đây, nách này cũng có hoa cái mà vừa nãy em động tay vào nó bị gãy mất cái bông mà. Nó vẫn chỉ còn cái quả thôi. Đây ạ, quả dưới này nữa. Quả từ gốc lên đến ngọn đó ạ. Đó, 10 ngày sau khi chúng ta cắt ngọn cho nó thì chúng ta đã thu hoạch được những quả dưa ăn. Cách đây 3 ngày là em được ăn được hai quả to rồi. Và đến ngày hôm nay thì em tiếp tục thu hoạch đợt thứ hai thì em quay cho cả nhà xem ạ. Đó, quả đó đều là quả đậu rồi đấy ạ. Thế và cả nhà nếu như mà cảm thấy cái cây nó không được đủ độ ẩm thì có thể làm thành hệ thống nhỏ giọt. Như em này, em không có hệ thống nhỏ giọt chuyên nghiệp như các nhà vườn. Thì đấy, cả nhà có thấy là nước nó xuống không ạ? Em lấy một cái chai, sau đó em lấy cái móc lò hoặc là cái dùi em hơn lửa và em tạo một lỗ trên thân chai ở gần chỗ nắp ấy. Sau đó thì đổ nước vào và đặt vào trong cái chậu trồng này. Đó, nước đang xuống đấy. Có nghĩa là nó xuống từ từ giống như hệ thống nhỏ giọt đấy, chứ không phải là xuống ào 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 một lúc là hết một chai, như vậy không tốt. Đấy, nó xuống như thế ạ. Đó, trên đó là chúng ta xuyên một lỗ. Cái lỗ này chúng ta xuyên thì nó khoảng như một cái đầu đũa nho nhỏ đấy, nhỏ hơn đầu đũa một chút. Nếu như mà cả nhà thấy nước nó không chảy được xuống thì có thể xuyên cho nó to hơn một chút ạ. Đó, đây là hệ thống nhỏ giọt của em.
cả nhà trồng một cái chậu có 4 cây như thế này thì cũng chỉ cần một chai thôi ạ. Bởi vì khi chúng ta để nhỏ giọt như này thì nước nó sẽ thấm dần vào đất và gốc cây nào cũng được ăn nước đầy đủ. Và em cảm thấy tốt nhất ấy, là buổi sáng chúng ta tưới cho nó đủ ẩm cho chậu. Sau đó thì chúng ta cho một chai nước nhỏ giọt vào trong này. Nhưng cái chai nước này thì cả nhà nên cho thêm phân bón, ví dụ như là nước cá ngâm hay nước các loại rau củ quả ngâm, rồi nước đỗ tương ngâm hay nước vo gạo để qua đêm. Cả nhà cho vào trong chai và làm thành hệ thống nhỏ giọt này. Em thấy sau 10 ngày mà em có thể thu hoạch được 2 đợt dưa và những quả dưa nhỏ hoa tiếp tục ra thì em cảm thấy như thế là có thể gọi là thành công rồi đấy ạ. Nên mọi người nếu thích cái cách trồng bằng trong chậu như thế này thì có thể trồng thử xem sao, bởi vì em thấy cũng rất là tốt. Không phải là mỗi 2 đợt dưa này là hết đâu ạ, bởi vì nó sẽ còn nhiều. Ở trên ngọn em thấy vẫn ra nhiều hoa cái lắm ạ. Cái thứ hai nữa là cái chậu đất này của em ấy, đúng ra nó rất là ít đất, mà lúc trước em trồng ấy, thậm chí em còn cho có được khoảng độ mấy centi đất thôi. Khi mà cây còn nhỏ nó chưa cần nhiều đất, em cho nó mấy centi đất, bởi vì một lúc em trộn đất em phải trồng rất nhiều chậu nên mỗi chậu chỉ được có một tí đấy ạ, chút đất thôi. Sau đó cứ hàng tuần thì em lại đôn thêm đất vào, cây cao lên bao nhiêu em đôn thêm đất bấy nhiêu thì em cảm thấy cây nó khỏe hơn, nó không bị thối nhũn cái gốc của nó đấy, rất là khỏe. Đó, đây cả nhà xem cái gốc nó rất là bự đấy. Đó, nếu như mà cả nhà thấy thích cái cách trồng bằng chậu này thì cả nhà cứ tiến hành nha, và mọi người hãy tự tin trong việc trồng những cây mà mình yêu thích ạ. Bởi vì khi chúng ta cảm thấy tự tin thì chúng ta sẽ làm được thành công hơn, và cũng không sợ rằng là nhà không có đất, không có vườn và không có thùng xốp to thì không trồng được. Đây như em đây, quay như này thì cái chậu khá lớn nhưng mà thật ra nó chỉ có khoảng độ như thế này nè, được 20 cm, chưa được 20 cm ạ. Nên cả nhà hãy trồng chậu ở trên ban công, những nơi mà nó thoáng gió và đón được nhiều ánh nắng mặt trời thì nó sẽ tốt cho cái sự phát triển của cây dưa hơn và mình sẽ thu được nhiều quả hơn nha. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip. Xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.